Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849490188 hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày 9 tháng 4 năm 2023. Thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có cập bến ngập nhà những mặt hàng kg đẹp hiện tại đang nụ vào tầm ghép rất là tuyệt vời luôn. Thêm rất là nhiều những cái dòng hàng lan thuần đẹp đáng sưu tầm với cái giá rất là yêu thương. Nay thì bên em vẫn có những cái cô lô quế lan hương hàng giảm giá cực sâu cô chú anh chị nhé. Và những cây phú thọ HO rất là đẹp mà cái giá cực kỳ là rẻ luôn ạ. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có xếp hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng mình mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển ạ. Khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc Trung Nam trên toàn quốc. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có nhé. Đầu tiên em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái lô giáng hương tam bảo sắc. Giáng hương tam bảo sắc hàng lá xếp nhá. Và thời điểm bây giờ cây tam bảo sắc đang nhú nụ rất là đẹp luôn này. Nói chung là tầm bây giờ thì săn tam bảo sắc cực kỳ là khó, bởi vì là cái mùa ghép mà nhà vườn vào vườn rất là nhiều, nên là gần như là hàng về bao nhiêu là nhà vườn cho vào hết ạ. Và cô chú anh chị có thể thấy là cái tầm bây giờ nó đang là cái chưa phải vào cái mùa mưa ạ. Nên là những cái cây tam bảo sắc khá là khô nhá cô chú anh chị nhá, khá là khô và héo. Với những nhà vườn thì những cây như thế này thì người ta sẽ mua rất là lợi cân và người ta sẽ được rất là nhiều cây giống. Và tầm mùa nụ mùa hoa này là cái mùa hồi cây lá rất là nhanh và tầm ghép rất là đẹp. Chính vì vậy mà cô chú anh chị thấy ạ, rất là ít những cái tam bảo sắc có thể mang về bán lẻ ở ngoài thị trường như thế này. Đấy thì em cũng nói rõ là những cây tam bảo sắc này nó không được xanh mướt như là những cái thời điểm trước đây cô chú anh chị nhé, mà nó có phần là hơi héo và hơi vàng như thế này, mà hàng thì hoàn toàn vừa mới cập bến và vừa mới khai thác nhé. Và 1 kg giáng hương tam bảo sắc với dòng hàng quốc dân mà cái hương thơm thì phải nói là vô đối, mà ai chơi lan chắc chắn không thể thiếu những cây tam bảo sắc cho sân vườn của nhà mình ạ. Và 1 kg em xin phép được bán với giá là 160.000 cho 1 kg nhé. Sang bên này đây thì em có dòng lan hoàng thảo hoàng lạp cắt tỉa và hàng đẹp xanh mướt như thế này này. Hoàng thảo hoàng lạp em bán với giá là 130.000 cho 1 kg hoàng lạp ạ. Và tiếp sang bên này đây sẽ là cái dòng lan hài Henry ạ. Dòng lan hài Henry hôm nay em cập bến cái lô hài Henry tươi roi rói và rất là đẹp luôn. Cái dòng lan hài Henry, cô chú anh chị có thể cùng em ngắm cái mặt bông của dòng hài Henry ạ. Những cây bé nhỏ và hình dáng mang hình dáng những chiếc hài, hoa rất là bền, mang hình dáng chiếc hài màu hồng rất là xinh đẹp như thế này. Đây là những cây lan hài Henry. Và 1 kg hài Henry này em bán với giá là 150.000 cho 1 kg. Tuy nhiên em cũng sẽ bán từ 0,2 kg, tức là 30.000 thôi. Thoải mái cô chú anh chị, được khá là nhiều những cây Henry để cô chú anh chị ghép sưu tầm rồi. Đó là cái dòng lan hài Henry cô chú anh chị nhé. Tiếp sang bên này đây thì em có cái dòng lan sơn thủy tiên này cô chú anh chị này. Sơn thủy tiên cô chú anh chị nhìn thấy là rất là giống với cả hoàng lạp ạ. Tuy nhiên thì cái dòng sơn thủy tiên ấy, hoa của nó sẽ dày bông hơn một chút xíu và cô chú anh chị thấy là cái lá của nó cũng sẽ dày dặn hơn so với cái hoàng thảo hoàng lạp ạ. Thì cái lô sơn thủy tiên này thì em không có những cái rễ lớn và là những cái rễ nhỏ vừa xinh xinh như vậy, cô chú anh chị mua thì rất là dôi cây giống ạ. Em bán sơn thủy tiên này với giá là cái lô này em bán với giá là 160.000 trong 1 kg đi ạ. Bình thường em bán 180 nhé. Cái hàng này em bán 160 được rất là nhiều luôn. Bên này đây cũng là cái dòng lan hài này. Đây em có cái dòng lan hài dâu xanh ạ. Những cây lan hài dâu xanh khi mà nở hoa thì mang hình dáng chiếc hài với những chùm dâu dài xanh mướt và rất là độc đáo đẹp luôn. Cái dòng lan hài dâu xanh 100.000 cho 1 kg thôi nhá. Sang bên này đây thì em có lô giáng hương đuôi sóc đây ạ. Những cây đuôi sóc cũng vậy cô chú anh chị nhìn này. Nói chung ấy tầm mùa này những cây đuôi sóc, đuôi chồn hay là bạch nhạn, quế tím thì nhìn nó đều như vậy nhá cô chú anh chị nhá. Nó rất là héo cô chú anh chị ạ, rất là héo. Về cô chú anh chị ngâm xử lý và ghép lên vài hôm, tưới đủ nước là cây nó sẽ hồi trở lại bình thường thôi. Đây là cái mùa ghép rất là đẹp, mùa hoa chính là cái mùa sinh trưởng phát triển mới đấy ạ. Có những cây hiện tại nó đang bắt đầu là nhú nụ rồi như thế này này, cây đuôi sóc này. Đó. Đấy ạ. Cô
Cô chú anh chị có thể nhìn thấy này. Đấy, những bông đuôi sóc này hoàn toàn có thể cho hoa nhé. Và dáng hương đuôi sóc em bán với giá là 130.000 trong 1 kg. Sang bên này đây thì em có dòng kim điệp nhựa hay còn gọi là kim điệp thơm. Sở dĩ gọi là kim điệp nhựa có lẽ là bởi vì bông hoa của nó dày như là những cái bông hoa nhựa luôn ạ. Và cái mùi hương của nó rất là thơm. Chính vì vậy mà có lẽ là người ta gọi là kim điệp nhựa hay là kim điệp thơm ạ. Độ bền của hoa này phải tầm trên 2 tháng nhé cô chú anh chị nhé. Cái dòng lan dễ thuần, dễ chăm và siêng hoa. Cô chú anh chị nhìn thấy hiện tại vẫn còn có một số nụ này. Đấy, tuy nhiên thì nụ của nó lớn, đóng gói vận chuyển trên rừng về nó cũng bị hỏng nhiều. Nhìn cái nụ thôi mà như là cái quả luôn. Bông hoa rất là dày và cực kỳ bền mà thơm ngát luôn cô chú anh chị nhé. 180.000 cho 1 kg cái dòng kim điệp nhựa này đây ạ. Đấy, những quả nụ hoa mà nhìn to đùng như là cái quả như vậy ạ. Sang bên này đây thì em có cái dòng lan đùi gà dẹt này cô chú anh chị nhỉ. Những bông đùi gà dẹt với những cái sắc hoa tím hồng rất là xinh đẹp luôn ạ. Cái dòng lan đùi gà dẹt này em bán với giá là 170.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,3 kg cho cái dòng đùi gà dẹt này. Hoặc là cô chú anh chị mình cũng có thể mua theo lô này. Đây ạ. Ví dụ một lô đùi gà dẹt như vậy chỉ có giá là 50.000 thôi này cô chú anh chị này. Đó, 50.000 thôi. Đấy, thì cô chú anh chị cũng đã sở hữu ngay một cái giỏ gà dẹt rất là đẹp rồi. Và bên này đây thì em có cái dòng lan hạc đỉnh ạ. Đây là hạc đỉnh hồng nhá cô chú anh chị nhá. Những cây hạc đỉnh hồng vừa qua mùa hoa xong. Và cái dòng này thì thường là hoa nở Tết ạ. Hiện tại đang bắt đầu lên những cái mầm mới này cô chú anh chị này. Dòng lan hạc đỉnh hồng. Đây ạ, đang bắt đầu lên những cái mầm gốc mới này. Thời điểm ghép trồng rất là đẹp trong năm luôn nhé. Em bán hạc đỉnh hồng này với giá là 80.000 cho 1 kg. Đặc biệt ạ, là hôm nay thì em về cái lô hạc đỉnh vàng. Những cái giả hành siêu to bự trảng luôn. Và cây thì đang nụ này cô chú anh chị này. Những cái nụ hạc đỉnh vàng. Cái dòng lan hạc đỉnh vàng này này là một cái dòng lan khá là hiếm và thỉnh thoảng thì chỉ có một ít hàng về thôi ạ. Và những nơi ấm áp những cây hạc đỉnh vàng này, ví dụ như là ở trong Lâm Đồng thì những cây hạc đỉnh vàng này thì thường là không có bán ở trên thị trường, bởi vì nếu như có lẫn một vài cây ấy, thì người ta sẽ chủ yếu là người ta để làm giống chứ không có bán ra trên thị trường. Đó. Nhà hàng rừng, nguyên rừng nhé cô chú anh chị nhé. Những cây hạc đỉnh vàng với cái sắc hoa cánh vàng và cái lưỡi đỏ rất là đẹp luôn. Đấy thì cái giả hành nó rất là to cô chú anh chị nhá. Giả hành nó rất là to, cái củ nó to lắm. Cái lô này này chắc là ở chỗ mà cái đất tốt hay là như nào đó thì cái củ nó khá là to. Em bán với giá là 100.000 cho 1 kg thôi cái hạc đỉnh vàng của ngày hôm nay nhé. Đã tiếp sang bên này đây thì em có cái dòng lan kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng. Hiện tại cây đang bắt đầu là một số cây đang nhú nụ này cô chú anh chị này. Một số cây là đang nhú nụ như vậy nhá. Còn đa số thì hiện tại là cây nó chưa có nhú nụ ạ. Tuy nhiên thì nếu như cô chú anh chị nào mà muốn được thưởng thức một mùa hoa kiều tím với những cái chùm hoa cực kỳ là đẹp thì cô chú anh chị trong mùa năm nay ấy, thì đừng bỏ qua giai đoạn này. Bởi vì thực ra khi mà cây nó đến cái giai đoạn cho nụ cho hoa, đến lúc thì nó sẽ cho nụ cho hoa thôi, đủ trưởng thành cho hoa. Chẳng qua hiện tại là nó chưa đến cái thời điểm nó ra nụ thôi cô chú anh chị nhé. Nên là cô chú anh chị mình cứ yên tâm, khi mà nó ra nụ rồi vận chuyển đóng gói nó sẽ rất là dễ bị hỏng. Còn cái tầm mà nó chưa có nhú nụ ấy thì mới là cái thời điểm mà cô chú anh chị chơi hoa gọi là trọn vẹn nhất ạ. Và em bán 1 kg kiều tím này với giá là 330.000 cho 1 kg ạ. Và bên này đây thì em có 2 kg đùi gà tròn của vùng Cao Bằng nhá cô chú anh chị nhá. Đây ạ, 2 kg đùi gà tròn của vùng Cao Bằng. Em gọi lô này là lô số 1 này cô chú anh chị này, vẫn còn có một cái cây nó có nụ này. Lô bên này gọi là lô số 2 này, gà tròn vùng Cao Bằng. Cô chú anh chị nào mà đã được thưởng thức hoa chắc chắn có một cái cảm nhận rằng ít có vùng miền nào mà có mặt bông rất là đẹp như gà tròn vùng Cao Bằng. Mỗi một lô như vậy em bán là 55.000 cho một lô nhé cô chú anh chị nhé. 50.000, 5.000 cho một lô đùi gà tròn. Bên này thì em có duy nhất một cái giờ sơn thủy tiên, dòng họng nâu đen hoặc là nâu đỏ nhé. Hiện tại đang nụ này cô chú anh chị này. Hiện tại mặc dù là nó chưa có nở hoa nhưng mà cái giờ này chắc chắn là sẽ hứa hẹn là một cái giò lan rất là đẹp. Hàng họng nâu đen hoặc là nâu đỏ, bởi vì là cái hàng này ấy, thì năm ngoái em đã trồng ở vườn và đã sổ hoa nên là hàng bọn em bao chuẩn mặt đông cây giống cho cô chú anh chị, chứ không phải em bán hàng linh tinh vớ vẩn đâu cô chú anh chị nhé. Đấy thì mà riêng hàng rừng để mà có được bắt được một cái cây giả hành họng nâu đen nâu đỏ ấy, có khi là cả một tạ cũng không có được một thân ạ. Còn cái hàng này thì bọn trước nên là cái giá bình thường trước đây người ta bán rất là đắt, một cái giả hành có thể lên đến cả triệu. Tuy nhiên thì cái rề này để cô chú anh chị có thể sưu tầm cái cây sơn thủy tiên đột biến nâu đen nâu đỏ này, họng nâu đen nâu đỏ này thì em bán còn duy nhất một rề này thôi. Em bán với giá là 360.000 cho cái rề này. Cho cô chú anh chị nào sưu tầm nhé. Bên này thì em có 2 cái lô ngọc thạch 3 màu ạ. Đây ạ, cái lô này em bán là 50.000, 2 lô, mỗi lô là 50.000 nhá. Một cái lô phi điệp vàng.
rất là nhiều mầm chờ đợi cho một mùa vàng tháng 8 đây ạ. Một mùa vàng tháng 8 đây ạ. Mầm xanh đẹp như vậy, đủ cho anh chị có một suối hoa đẹp. Giá em bán là 100.000 cho lô phi điệp vàng này. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái giò đen rô xuân, phải nói là vô cùng là xinh đẹp ạ. Với những cái cánh hoa tím lịm đẹp đẹp như vậy. Riêng những cái dòng dòng và mầm gốc này cô chú anh chị này, lên rất là đẹp luôn. Riêng dòng đen đô xuân này độ bền nó phải trên 2 tháng nên là hiện tại cây đã nở hoa và một số cây vẫn còn nụ. Thoải mái cô chú anh chị về phải trưng được tầm tháng rưỡi cho đến 2 tháng cô chú anh chị nhá. Những cái cây đen đô này này. Và cô chú anh chị về có thể trưng trong phòng khách này hay là bàn làm việc. Vô cùng là xinh đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Và một cái giò như vậy em chỉ bán có 120.000 thôi. 120.000 thôi mà chậu rất là nhiều thân luôn ạ. Chậu nhiều thân và giả hình tròn vo cực kỳ là đẹp như thế này. Mầm gốc thì lên chi chít luôn. Đấy, nói chung là 120.000 cô chú anh chị sở hữu một cái giò lan để trưng trong vòng trên 2 tháng. Và một cái chậu cây giống rất là đẹp. Sang bên này đây thì em có những cái giò đen rosanza này cô chú anh chị này. Dòng mà cho mình hoa quanh năm luôn. Hiện tại có cây đang nụ và có cây đang hoa đấy. Hàng này cho hoa quanh năm nhé. Một giò như vậy em bán có 22.000 thôi. Và những cái bông đen rosanza này có những cái bông nó sẽ là tím đậm đà, tím hồng đậm như vậy. Cũng có những cái bông tím phớt hồng rất là xinh đẹp. Nói chung là nó có nhiều màu sắc hoa cô chú anh chị ạ. Mà có 22.000 cho một chậu thì cô chú anh chị có thể sưu tầm những cái giò đen rosanza này nhá. Sang bên này đây sẽ là những cái giò sơn thủy tiên. Đấy thì sơn thủy tiên em có bán hàng cân bên kia với giá là 160 cho 1 kg. Đấy, hàng hôm nay. Hoặc cô chú anh chị mình mua những cái chậu như thế này về để cô chú anh chị có thể treo luôn chơi đỡ phải ghép này thì với giá chỉ có 160 thôi. Tùy cô chú anh chị muốn lấy hàng cân hay hàng chậu đều được. Đấy thì hàng em đưa theo hình như thế nào thì em sẽ gửi chuẩn hàng chuẩn hình như vậy cho cô chú anh chị, yên tâm cho em nhé. Là 160.000 cho một giò. Đấy, bên này em có một cái giò sơn thủy tiên chuẩn bị bung lụa, vô phải nói là nụ siêu đẹp luôn. Đây ạ. Giò sơn thủy tiên chuẩn bị bung lụa cực kỳ là nhiều nụ này. Đó, rất là nhiều nụ như thế này. Và bên này là một cái cây đai châu nữa. Thì cái giò này em xin phép được bán với giá là 200.000 cho cô chú anh chị nào muốn sưu tầm và thưởng thức hoa luôn. Bên này sẽ là hoàng lạp. Cô chú anh chị nhìn này, những cái giò sơn thủy tiên với cả hoàng lạp rất là giống nhau đúng không ạ? Nhưng sơn thủy tiên em nói sơn thủy tiên, còn hoàng lạp em nói hoàng lạp nhá. Sơn thủy hoàng lạp 130.000 cho một chậu ạ. Và tiếp sang bên này đây thì em có những giò dáng hương đuôi sóc này cô chú anh chị này. Đấy, những cái cây đuôi sóc héo queo như vậy thôi. Nhưng mà khi mà mình ghép lên giò thì cái thân lá căng và lá xếp nó sẽ đẹp như vậy nhá cô chú anh chị nhá. Ghép một dạo thì cây nó hồi trở lại và nó cũng sẽ đẹp như vậy. Những cây đuôi sóc này thì vài lác đác vài chậu cũng đang cho nụ rồi cô chú anh chị ạ. Đuôi sóc đuôi chồn là một trong những cái dòng dáng hương mà đẹp và được người chơi ưa thích và muốn sưu tầm ạ. Đuôi sóc một cái chậu rơi vào 3-4 cây trở lên ạ. Giá em bán là 130.000 cho một chậu, hoặc cô chú anh chị có thể mua hàng cân thì được rất nhiều. Đấy, tuy nhiên thì về cô chú anh chị sẽ phải tự tìm giá thể và tự ghép ạ. Bên này thì em có hai cái giò lan. Đây là kim điệp xuân hay còn gọi là kim điệp giấy này. Cái giò như thế này em gọi này là giò số 57 nhá. Em bán với giá là 150.000 cho cái giò kim điệp xuân siêu nụ này này. Mầm gốc đang lên rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Đây ạ. Ngắm hoa xong rồi, ngắm một mùa mầm tuyệt vời luôn ạ. Chi chít là nụ đẹp như thế này, 150.000. Và giò số 56 này, cô chú anh chị này, cái giò này giò số 56. Đấy ạ, giò số 56 cũng rất nhiều nụ luôn ạ. Em bán với giá là 130.000 cho giò số 56 nhá, cô chú anh chị nhá. Sang bên này đây thì em có những cái cây lan, đây là cái đây là cây hoàng tử áo trắng nhé, cô chú anh chị nhé. Hoàng tử áo trắng với những bông hoa rất là thơm. Những cái vòi hoa vươn cao và độ bền của dòng hoàng tử áo trắng này cũng phải tầm 2 tháng ạ. Và cái cây hoàng tử áo trắng này lá rất là to này cô chú anh chị này. Dòng này không chỉ chơi hoa thơm nức mà còn chơi lá đẹp nữa. Em bán một cái chậu hoàng tử áo trắng như vậy với giá là 210.000 cho một chậu nhé. Hoàng tử áo trắng ạ. Và cái giá cây hoàng tử áo trắng này trên thị trường thì hiện tại là em nghĩ rằng cũng chưa có bao nhiêu người sở hữu đâu ạ. Bởi vì cái dòng này nó không có nhiều hàng cô chú anh chị ạ. Đấy, không có nhiều hàng đâu ạ. Và tiếp sang bên này đây thì em có những cái cây đai châu Thái này. Những cây đai châu Thái này năm ngoái đã cho từ 1 cho đến 2 cái chùm hoa rồi. Cái tán lá của nó cũng phải dài trên 20 cm rồi cô chú anh chị nhá, cho một cái bên lá đấy ạ. Giá em bán một chậu đai châu như vậy với giá là 100.000 cho một giò thôi. Đấy, 100.000 cho một cái chậu đai châu như vậy nhá. Chậu đai châu này là 100.000. Và sang bên này thì rất nhiều những cái dòng hàng lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi ạ.
để cô chú anh chị có thể lựa chọn cho mình những cái hình lan gọi là ưng ý nhất cho sân vườn của nhà mình nhé. Những cây lan đột biến, những cây quế lan hương giá giảm cực sâu cho cô chú anh chị sưu tầm. Rồi ạ, đầu tiên em xin được giới thiệu đến cô chú anh chị là hôm nay em có một cái lô vị hoàng, một cái lô vị hoàng cô chú anh chị nhé. Đây là kiếm vị hoàng và hàng này không phải hàng gieo hạt mà nó là cái hàng nhân giống nhé, hàng chuẩn mặt bông cây giống đấy ạ. Cái hình này em gọi là cái hình số 1 này. 1-2 năm trước đây một thân vị hoàng nó rơi vào khoảng tầm một cái thân vị hoàng thì nó trước đây một thân vị hoàng nó rơi vào vài triệu ạ. Thì bây giờ ạ, cả một cái chậu vị hoàng mà bản lá rất là to. Cây này bản lá cực kỳ là to luôn ạ. Bản lá phải tầm trên 4 sen cô chú anh chị nhá, 3 sen hay 4 sen gì đó. Cái chậu thân một cái giò này về cô chú anh chị làm một cái chậu xôm xuê luôn ạ. 250.000 cho cái giò vị hoàng số 1 nhé. Hình tiếp theo là hình số 2 ạ, 120.000 ạ. Và hình số 3 là 50.000 thôi cô chú anh chị nhé. 50.000 thôi này cô chú anh chị này. Một thân và hai mầm ạ. Và hình số 4 ạ là 250.000 cho cái rể vị hoàng này. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 5, 160.000 cô chú anh chị nhé. Phải nói là siêu rẻ luôn cô chú anh chị ạ. Hình số 6 là em bán cái rể vị hoàng này này. Côn lùn lá rất là đẹp. Em bán cái rể này với giá là 300.000 ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 7. Em bán cái cũng là một một mẹ hai mầm đây. Em bán cái hình này với giá là 50.000 và hình tiếp theo sẽ là hình số 8 này. Hình số 8 này em xin phép được bán với giá rể vị hoàng này rất nhiều thân đẹp như vậy, 220.000 ạ. Và hình tiếp theo hình số 9 nhá là 50.000 thôi ạ. 50.000 thôi cái rể mẹ con vị hoàng này. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 10, 60.000 cho dưới hình vị hoàng này. Hình số 11 ạ, 50.000 ạ. Phải nói là siêu rẻ luôn cô chú anh chị nhé. Nhanh tay sưu tầm những cây vị hoàng, những mặt bông mà gọi là một trong những mặt bông kiếm đẹp nhất trong top những cây cây lan kiếm đấy ạ. Hàng kiếm ấy thì mình không chỉ chơi hoa mà còn chơi thân lá rất là đẹp quanh năm luôn cô chú anh chị nhé. Sang bên này sẽ là những hình quế lan hương, hôm nay em cũng sẽ bán giảm giá cực kỳ là sâu này. Một cái hình quế lan hương quế trắng tháng 8 coi là đệ nhất hương đây cô chú anh chị này. Đó, ba ngọn quế dài mượt như vậy này với giá em bán. Đây là cái hình này em bán với giá là 180.000 cô chú anh chị nhé. 180.000 cho hình quế số 12 ạ, hình quế số 13. Hình quế số 13 này 130.000 cho hình quế số 13. Hình quế số 14 cũng là 130.000 ạ. Đó, quế mà không phải vanda đâu cô chú anh chị nhá. Giá thì cực kỳ là rẻ như vậy ạ. Hình tiếp theo hình số 15. Hình số 15 cũng với giá là 130.000 ạ. Quế lan hương tầm bây giờ cô chú anh chị về ghép là bắn rễ mầm luôn cô chú anh chị nhá. Quế trắng tháng 8 này ạ. Tại vì là đến tháng 8 là nó sẽ nở hoa và cũng là cái mùa phát triển mới của cây ạ. Hình tiếp theo hình 6 130.000. Hình số 7, hình số quế lan hương số 7. Là những cây 5 cây quế xếp đẹp như vậy em bán với giá là 150.000 cho hình quế này. Và hình tiếp theo hình số 8 là một cái ngọn quế bản lá rất là to, xếp mẹ con nhé. Xếp mẹ con bản lá to ạ, to VIP ạ. Giò này thì cô chú anh chị về lên giò thì đỉnh luôn. Cái giò này em xin phép cái rể quế mẹ con này em bán là 320.000. Và hình tiếp theo 320.000 nhé cô chú anh chị nhé. Đây là cây quế bản lá to và rất là đẹp ạ. Cái hình tiếp theo sẽ là hình số 19 ạ. Em bán với giá là 100, cũng là 130.000 cho cái hình quế này thôi nhá. Và hình số 20 này. Hình số 20 là một cái hình gồm có, cái hình này thì đảm bảo cô chú anh chị về lên giò đến mùa hoa thì quá đẹp luôn cái hình này. Em có 3 ngọn quế dài mượt luôn ạ. Dài mượt luôn. Cái thế thác đổ cô chú anh chị nhá, thế thác đổ ạ. Và cái hình quế này em cũng xin phép được bán với giá là 320.000 cho rể quế bản lá to và thế thác đổ ạ. Và bên này sẽ là hình quế số 21. Hình quế số 21 cái lô quế này em xin phép được bán là 100.000 luôn ạ. 100.000 cho hình này cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây sẽ là những cây 5 cánh trắng HO, hàng đã làm hoa, đã kích hoa nhé. Cô chú anh chị có thể thấy là hiện tại cây đang bắt đầu là chuẩn bị ra nụ hoa hay là ra ki đấy ạ. 5 cánh trắng HO này là hàng mà em bao chuẩn ươm ki cô chú anh chị nhé. Nếu như là những năm trước đây ạ, 1-2 năm trước đây thì cái 1 cm lên đến 7 triệu đúng không ạ? Hàng ươm ki chuẩn mặt bông cây giống ạ. Còn hiện tại thì cái dòng lan va, thị trường lan va thì coi như là sập rồi. Tuy nhiên thì nên là cái giá của những cây lan va hiện tại là gần như là nó như là hàng thường luôn cô chú anh chị ạ. Tuy nhiên ạ thì mình không thể nào mà phủ nhận được cái vẻ đẹp của dòng lan va. Phải nói một điều như vậy, những cái bông lan va, nhất là những cái bông HO, cái khuôn bông cực kỳ là đẹp luôn cô chú anh chị nhé.
nói chung là đáng sưu tầm, đáng thưởng thức cô chú anh chị ạ. Khi mà nó đã rẻ như thế này rồi. Hình 22 em có hai cái thân HO đẹp mê ly như vậy này, gần 40 sen cho một thân luôn nhé. Và mầm gốc đang lên nú luôn này cô chú anh chị này. Với hình này em xin phép được bán với giá là 150.000 cho cái giò hai thân HO cực đẹp này. Đó là hình số 22 nhá. Đấy, 150.000 thôi. Nó gần như là bằng hàng thường luôn ạ. Mà mặt bông chắc chắn một điều rằng là cái mặt bông của nó thì thực sự nó rất là xuất sắc luôn. Đó. Đáng ngắm luôn ạ. Hình 23 cũng là một cái giò HO cũng đang chuẩn bị là nứt nụ hay là nứt ki đây cô chú anh chị này. Cũng là hai thân nhá, cũng đã làm hoa hết ạ. Giò này thì hai thân hai mầm gốc này, hai thân này. Thân cũng dài trên 40 cm, trên 30 cm. Giò này em cũng bán 150.000. Hình tiếp theo sẽ là hình số 24. Cái chậu này thì rất nhiều mầm gốc ở đây ạ. Cũng đã kích ki, kích mầm đấy ạ. Và cái giò này xin phép em bán với giá là 110.000 cho giò này cô chị. À 120.000 cho giò 24 nhá. Hình tiếp theo là hình 25 này. Cái thân này cũng đang chuẩn bị là nứt nụ hay là nứt ki không biết. Đấy, cái hình này thì em xin phép nó dài khoảng tầm 40 cm. À, 4 trên 40 cm. Em bán là 110.000 thế cô chú anh chị. 110.000 cho cái chậu HO này. Tiếp theo là cái hình số 26 ạ. Chậu 26 này cũng là một cái chậu HO nhé cô chú anh chị nhé. Chậu HO 26 này em bán với giá là 90.000 thôi ạ. Đang nhiều ki trên thân ạ. Và chậu tiếp theo sẽ là chậu 27 này. 27 cô chú anh chị nhìn cho em này. Đang bắt đầu là sưng mắt nụ hay là mắt ki rồi cô chú anh chị ạ. Chậu số 27, HO 27. HO 27 dài gần 50 cm em cũng bán với giá là 110.000 đi ạ. Dài không phải 50 cm mà dài tầm 5-60 cm gì đó. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 28. Hình số 28 này cũng là một cái chậu HO ạ. Ở đây là có hai thân này cô chú anh chị này. Thân đã rụng lá, một thân vẫn còn đang đi ngọn như vậy này. À, cái giò này em xin phép được bán với giá là 130.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 29 ạ. Một cái chậu HO này cũng đã làm ki và chuẩn bị nứt nụ này. Đấy, đang lên mầm đây. Cái giò này em xin phép được bán 90.000 đi. Cái chậu HO số 29 này. Tiếp theo sẽ là hình 30. Đây là cây phú thọ nhé cô chú anh chị nhé. Đây là 5 cánh trắng phú thọ. Nói chung là phú thọ nó chính là cái dòng lan nền tảng của dòng lan pha. Mà số phú thọ bản thân nó thì rất là dễ cho hoa. Đó, sai hoa. Và là cây giống rất là khỏe cô chú anh chị ạ. Nói chung là một cái mặt bông cũng rất là nổi tiếng, không phải trong nước mà còn cả nước ngoài. Đây là cái mặt bông phú thọ, 5 cánh trắng phú thọ đây ạ. Hình 30 em bán với giá là 90.000 cho cái hình 30 này này. Hình 31 cũng là phú thọ nhé cô chú anh chị nhé. Hai mầm ạ. Hai mầm phú thọ này em bán là chậu này với giá 100.000. 100.000 cô chú anh chị này. Hình tiếp theo phú thọ số 32 ạ. Cái hình phú thọ 32 này em cũng xin phép được bán là 100.000. Và hình phú thọ 33 cũng với giá là em bán là 110.000. Thân nù cực kỳ là đẹp luôn. To như ngón tay, gần bằng ngón tay cái luôn. Hình tiếp theo hình 34. Cái chậu phú thọ 34 này đang lên rất là nhiều mầm gốc ở đây ạ. Này em bán 100.000 nhá. Hình phú thọ 35. Hình này thì không biết là đang chuẩn bị nụ hay tuần chuẩn bị ki đây. Chi chít luôn này cô chú anh chị này. Cái giò này em xin phép được bán với giá là 110.000. Và hình tiếp theo hình phú thọ 36 này. 100.000 cho hình 36. Và hình số 37, một thân này nó cũng dài khoảng tầm trên 30 cm, cũng với giá 100.000. Hình số 38 là một cái hình đai châu rừng bắc trụ này. Ba cây đai châu rừng bắc trụ to đùng ở đây, 150.000 ạ. Và hình số 39, 100.000 cho cái hình đai châu rừng bắc trụ này. Hình tiếp theo hình 40. Cái hình này có đến là 5 cây đai châu nhá. Giá em bán ở đây là 120.000 ạ. Dạ, bên này đây sẽ là kiều tí miền Trung. Em có bán hàng dề ở đây này cô chú anh chị này. Dề thì bằng hàng thuần luôn ạ. Hoặc cô chú anh chị mình có thể mua theo hàng cân bên kia. Giá em bán là 330.000 1 kg. Hoặc cô chú anh chị mua theo hình này nhá. Cái dề này rất là đẹp ở đây ạ. Em bán cái dề này 230.000 cho cô chú anh chị một cái tác phẩm đẹp như vậy ạ. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 42. Cái hình 42 này xin phép được bán với giá là 180.000. Và hình số 43 một siêu phẩm. Một siêu phẩm. Nếu như giò này là nở hoa thì phải là một tác phẩm tuyệt vời. 550.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 5. Đây cô chú anh chị nhé. Thân to, dài, mập nú luôn, cực đẹp ạ. Hình tiếp theo sẽ là hình số 44 ạ. Em bán là 170.000 cho hình 44 này. Và hình tiếp theo hình 45 là một cái giò đen đô xuân. Cái giò đen đô xuân cô chú anh chị nhé.
Cái giò đen đô xuân này thì khá là sum suê, em bán với giá 110.000. Bên này sẽ là giả hạc di linh xuân ạ. Hình tiếp theo sẽ là hình 46 ạ. 46 giả hạc di linh xuân ạ, hai mầm gốc cực đẹp luôn, thân nú này cô chú anh chị này. Chuẩn bị cho nụ nhá, với giá là 70.000 ạ. Tiếp theo hình số 47. 47 rất là nhiều mầm cực đẹp như vậy. Xin phép em bán với giá là 130.000 cho hình này. Và hình 48, 110.000 cho chậu giả hạc di linh xuân với hai thân dài tầm 60 cm trở lên. 110.000 ạ, 110.000. Và hình số 49 ạ, 50.000 thôi cho thân giả hạc di linh xuân này, nó dài 50 cm. 50 ạ, 50. Cái chậu 50 này cũng với giá đây nhá, hai thân hai mầm nhá của chú anh chị nhá. Với giá là 50.000, hình số 51 ạ. Đấy, về cô chú anh chị thưởng thức hoa luôn, mà có cây giống rất là đẹp. Cái chậu này cũng có hai thân luôn cô chú anh chị nhá. Một thân dài khoảng tầm 40 cm, một thân thấp hơn. Em bán giò này với giá 60.000. Giang hình tiếp theo, một cái giò đang nụ cực đẹp luôn cô chú anh chị, nhìn cái nụ di linh xuân này tròn vo luôn ạ. Khi mà sổ bông thì chắc chắn là sẽ hứa hẹn là mặt bông cực đẹp nhá. Tròn bầu cực đẹp luôn cô chú anh chị nhá. Đẹp. Cái giò này thân mầm mập nú như vậy, xin phép em bán với giá là 120.000 ạ. Và hình tiếp theo là hình số 50 ạ. Cái chậu 50 này em bán với giá, đây chuẩn bị sưng nụ rồi cô chú anh chị nhá. Đấy, một cái thân dài 5-60 cm gì đó em bán 50.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 54 này. 54 bán 40.000 luôn cô chú anh chị nhá. 55 hai mầm gốc, thân mập rất là mập. Giá em bán 3 mầm gốc luôn ạ. Em bán cái giò này với giá là 55.000. Một cái rề thông đất ạ. Cây thông đất hay còn gọi là cây dâu rồng, một cái cây mà nó có tác dụng dược liệu rất là tuyệt vời, đó là giúp điều hỗ trợ và điều trị bệnh teo não của tuổi già cô chú anh chị nhé. Hỗ trợ cực kỳ là đắc lực luôn ạ. Ngay cả khi mà mình là những người khỏe mạnh thì khi mà cô chú anh chị mà sử dụng cái loại này, nó sẽ giảm cái quá trình suy giảm trí nhớ cô chú anh chị nhé. Nó sẽ giữ được cho mình cái khả năng ghi nhớ, cái hạn chế cái quá trình lão hóa của cái trí nhớ đấy ạ. Thì cái rề này thì mình không chỉ là chơi hoa mà nó còn là chơi cây cảnh, mà nó còn mang một cái tác dụng dược liệu rất là tuyệt vời. Cái rề này rất là khủng luôn, em bán với giá là 200.000 cho rề này. Rồi em bán rề này với giá 200.000 nhé cô chú anh chị nhé. Bên này đây thì em có những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan ạ. Vỏ thông đủ size 1, 2, 3, 4, vỏ thông đồng giá 20.000 trong kg, rêu rừng 50.000 trong kg nhé. Atonic là 12.000 trong một gói này. Duy xanh 50.000, duy đỏ 60.000 ạ. Phùng Nguyễn 25.000 trong một lọ, 50.000 trong một cặp. Và B1 Thái với giá là 40.000 trong một lọ, B12 giải độc cho cây với giá 30.000 trong một lọ nhé. Liền da Mỹ Tiến 40.000 và liền da sẹo đen sẽ là 50.000. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000 và ba loại phân bón lá đồng giá sẽ là 35.000. Cát tan đặc trị thối nhũn với giá là 40.000 cho một lọ nhé. Siêu dơ rễ N3M với giá là 30.000 cho một lọ. Kin Kin Bun đặc trị thối nhũn ạ, với giá cũng 25.000 cho một gói ạ. Chi Cho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 cho một túi. Và cái dây buộc lan chiều dài 100 m có dao cắt kèm theo tiện dụng cực kỳ luôn, 35.000 cho một cuộn ạ. Bên này thì em có phân bón chuồn quế nguyên chất dòng cao cấp, cái dòng đã khẳng định thương hiệu rất là nhiều năm. Em bán cái túi phân chuồn quế này với giá là 35.000 trong cái túi này cô chú chị nhá. Đặc biệt ạ, cái sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh này được làm từ dịch chuối, phân trâu và đỗ tương đã ủ men vi sinh, ủ kháng nấm trong khoảng trên 2 tháng. Sản phẩm với giá 35.000, một túi này đóng gói là 1 kg. Cái sản phẩm em nghĩ rằng là cực kỳ là hoàn hảo ạ, bởi ngoài phân trâu thì nó còn có cả dịch chuối và đỗ tương nữa. Cái điều thứ hai nữa mà cái dòng phân trâu này em nghĩ rằng nó hoàn hảo, bởi vì nó sẽ ngoài cung cấp giá trị dinh dưỡng tối ưu thì nó còn rất là lành tính cô chú anh chị ạ. Thoải mái bón hay thoải mái trộn với cả giá thể mà không sợ đen đầu rễ luôn cô chú anh chị nhá, mà cung cấp với giá trị dinh dưỡng vô cùng là tuyệt vời luôn ạ. Đấy, giá là 35.000. Bên này thì em vẫn có cái sản phẩm đó là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ. 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt. Một lọ như vậy em bán với giá là 40.000 cô chú anh chị nhé. Còn rất là nhiều những tác dụng dược liệu tuyệt vời luôn, như là diệt khuẩn này, làm sạch không khí ạ. Mùi hương của nó có thể tạo cho cô chú anh chị có cái cảm giác thư giãn, an thần và giảm đau vô cùng hiệu quả luôn, mà không gây nóng rát nhá. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những cái mặt hàng hôm nay mà bên em đang có ạ. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi ạ. Em xin phép được dừng clip ở đây.